thưa quý vị các bạn và bà con nông dân những ngày qua thời tiết âm u kéo dài về đêm thường xuyên có mưa phùn độ ẩm cao rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn lá phát triển đây là bệnh do nấm gây ra bệnh đạo ôn có tốc độ lây lan nhanh do đó việc phát hiện sớm để phòng trừ tránh lây lan sang diện rộng là rất cần thiết chương trình đồng hành cùng nhà nông kỳ này chúng tôi chia sẻ với bà con về một số lưu ý trong phòng trừ bệnh này Vụ xuân năm nay, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang gieo cấy trên 400 ha, trong đó giống lúa nếp 415 chiếm 90% số diện tích còn lại là các giống lúa khác như TBR225, Bắc Thơm số 7 và một số giống khác. Hiện nay, lúa xuân đang trong giai đoạn đứng cái đến làm đồng. Những ngày qua, thời tiết âm u kéo dài, độ ẩm cao, thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh, phát triển, gây hại cây lúa, đặc biệt trên các giống lúa nếp 415 và TBR225 gia đình chúng tôi là cái là một mẫu ba cái, cái điều kiện là cây lúa là phát triển là cuối thời kỳ đẻ nhánh trong cái thời tiết gặp rất nhiều khó khăn nên cây lúa gặp rất nhiều khó khăn gây ra cái bệnh đạo ôn bởi vì là cái thời tiết mưa phùn bệnh đạo ôn này là thường là phòng trừ thuốc đặc trị là phidia của Sygenta cà này của Syngenta là chúng tôi đã dùng được mấy năm nay rồi. Nói chung cái hiệu quả thuốc là nói chung là đều tốt cả trong các các loại thuốc đã ôn. Theo các chuyên gia, bệnh đã ôn lá ban đầu xuất hiện với những chấm nhỏ li ti màu xanh lục hoặc vết mờ dầu, sau đó chuyển sang màu xám nhạt. Tiếp theo đó, vết bệnh phát triển khác nhau và lan rộng trên ruộng lúa. Trước những khó khăn của nông dân trong công tác điều tra, phát hiện và phòng trừ bệnh này, cán bộ kỹ thuật công ty Syngenta đã chủ động phối hợp với các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo đầu bờ với phương châm cầm tay chỉ việc ngay trên đồng ruộng. Tại đây bà con nông dân được các chuyên gia hướng dẫn phương pháp điều tra, phát hiện bệnh đạo ôn và tác hại của nó đối với cây lúa như cây lúa bị đạo ôn nặng, cây lúa vàng và lụi dần nếu không phòng trừ kịp thời sẽ không có thu hoạch. À, bà con nông dân còn đi thăm đồng thường xuyên. À, nếu phát hiện vết bệnh đạo ôn à, màu nâu nhỏ bằng đầu kim thì phải sử dụng sử dụng ngay à, các loại thuốc đặc trị và hiệu quả cao như Filia 525SE của công ty singenta Filia à, 525SE à, giúp à, bà con nông dân à, quản lý triệt để à, bệnh à, đạo ôn. À, ngoài ra, khi phun Filia à, 525SE à, còn giúp cây lúa À, cứng cây đứng lá à, về liều lượng thì một chai Phidia 20 ml à, pha cho một bình 16 lít nước. À, khi đi mua hàng à, bà con cần lưu ý à, mua đúng sản phẩm à, Phidia 525g của công ty Sineta. Lưu ý là Phidia là dòng thuốc dạng sữa à, rất là khó tan. Do đó khi mình đi phun thuốc thì bà con cần phải à, lắc đều trước khi pha. Để phòng trừ bệnh đạo ôn lá cho lúa xuân hiệu quả, bà con cần thăm đồng thường xuyên, lắng nghe thông báo của cơ quan chuyên môn, điều tra, phát hiện, vết bệnh sớm và phòng trừ với thuốc bảo vệ thực vật Philia 525SE. Đây là thuốc đặc trị bệnh đạo ôn lá cho lúa xuân đã được bà con tin dùng từ nhiều năm nay. Bà con lưu ý khi sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc bốn đúng, vừa sạch bệnh, vừa an toàn với môi trường.